Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xóa tài khoản Google của dòng máy Samsung G531H này nhé. Thì hiện tại thì dòng máy này thì cũng update lên phiên bản 56 chấm rồi. Mà phiên bản này thì mình lại không thao tác được bằng trực tiếp trên hệ thống của máy này, phải sử dụng hỗ trợ của máy tính các bạn nhé. Thì trên máy tính thì các bạn sẽ download cho mình một file ROM của G531H này, full file nhé, full 5 file. Hoặc là nếu mà trong full 5 file này không có bản compi để xóa tài khoản Google ấy, thì các bạn tải rời ở ngoài, tìm trên trang Google rất nhiều nhé. Thì hiện tại trong bản ROM của mình đây này, thì trong bản ROM này giải nén ra thì sẽ có một bản file BlackBerry, trong đó sẽ có file của compi này đấy, để xóa tài khoản nhé. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ chạy cái file này trước này, chạy file này trước để xóa tài khoản Google. Còn nếu mà ai chỉ chạy phần mềm thôi, ai mà chạy phần mềm ấy thì không cần là không cần, thì chúng ta sẽ chạy trực tiếp file ROM này cũng được. Ok, thì bây giờ các bạn vào Odin, các bạn AP nhá, các bạn sẽ chạy cho mình file factory trước này. Đấy. Ok, chúng ta sẽ tắt máy đi nhé. Rồi, tắt hẳn thì các bạn ấn phím giảm âm lượng, phím nguồn và phím home này để vào chế độ download modem nhé. Rồi, ok, các bạn sẽ cắm cáp vào. Đấy, ấn phím tăng lượng này. Đợi máy tính nhận nhé, nhận nó sẽ hiện màu xanh ở góc này. Ok, chúng ta ấn start. Ok, khi đợi xong các bạn rút ra nhé. Ok, vào trong đây rồi thì các bạn sẽ vào cài đặt cho mình. Các bạn vào factory nhá, các bạn reset lại. Các bạn xóa hết cho mình. Là mình sẽ mà chạy hết toàn bộ các file ROM 4 file này nha. BN này. AP để sau đi, CP này.
C này. Cuối cùng là AP này, là file nặng nhất này. Máy đi nhé. Các bạn ấn phím giảm âm lượng, phím nguồn, phím boom. Chúng ta chạy lại phần mềm lần nữa. Ok, máy tính đã nhận. Bạn ấn start cho mình nhé. Bây giờ là các bạn có thể ngồi chơi rồi, đợi máy chạy xong là chúng ta sẽ xóa xong. Ok, nên này là hiện chiếc pad màu xanh này, là coi như là chúng ta đã chạy thành công bản ROM của dòng máy G531H này rồi. Thì đợi máy khởi động lên thì chúng ta sẽ vào bên trong, chúng ta sẽ kiểm tra xem đã xóa được cái tài khoản Google được chưa.
Rồi, ok. Cuối cùng cũng xóa thành công rồi. Đấy, các bạn bỏ qua đi. Ok, mình sẽ dừng clip tại đây. Thì chúc các bạn thành công. Các bạn thấy clip mình hay thì hãy cho mình một like, subscribe và chia sẻ nhé, để mọi người cùng biết nhé.